Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc linh hoạt trong việc bố trí sắp xếp nhân sự dây chuyền kiểm tra nhưng không được gây khó khăn cho chủ phương tiện đến kiểm định. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được thông tin phản ánh thời gian gần đây, nhiều trung tâm tự ý đưa ra những quy định gây khó khăn cho chủ phương tiện đi đăng kiểm, từ chối thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu, hẹn thời gian giải quyết cấp miễn kiểm định lần đầu quá dài. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu, đảm bảo nhanh chóng thuận tiện, không để chậm trễ kéo dài thời gian giải quyết, nghiêm cấm việc tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật. Nếu đơn vị đăng kiểm để xảy ra sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp chống can thiệp vào phần mềm thiết bị giám sát, thời gian và quãng đường thực hành lái xe, gọi tắt là thiết bị DAT, để gian lận trong học lái xe ô tô. Theo quy định, từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, các cơ sở đào tạo lái xe bắt buộc phải lắp đặt thiết bị DAT trên xe ô tô để giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe của học viên. Đây là thiết bị điện tử có chức năng ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận thông tin về định danh, thời gian học thực hành trên đường của mỗi học viên. Những thông tin này được truyền từ cơ sở đào tạo về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, một số cơ sở đào tạo có dấu hiệu can thiệp vào phần mềm của thiết bị. Vì vậy, Cục Đường bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các phiên học trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục và của cơ sở đào tạo lái xe. Qua đó, xác định các phiên học trùng xe tập lái tại một thời điểm, phiên học của học viên trùng nhau về thời gian, trường hợp có dấu hiệu can thiệp chỉnh sửa dữ liệu thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, quy tắc ai cũng biết khi tham gia giao thông đó là phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường phần đường quy định. Thế nhưng tại tuyến đường tỉnh 526, đoạn qua các xã Minh Lộc và Hải Lộc của huyện Hậu Lộc hiện nay, thay vì tuân thủ quy tắc này, phần lớn người tham gia giao thông lại đi ra giữa đường, thậm chí có khi đi sang phần đường bên trái, bởi chỉ có đi như thế mới tránh được nguy cơ ngã xe do đi vào các ổ gà. Vào những hôm thời tiết tạnh giáo, những người tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 526 đoạn qua xã Minh Lộc và Hải Lộc, huyện Hậu Lộc còn có thể nhìn thấy ổ gà để tránh. Song, vào những ngày trời mưa, mặt đường ngập nước như thế này, thì giải pháp được nhiều người chọn để đảm bảo an toàn là đi chậm và đi ra giữa đường. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người bị ngã xe do đi vào ổ gà. Ông voi, ông gà có biết lối nào mà tránh đâu. Chỗ tránh không tránh lại tránh vào chỗ không. Đây này, tôi vừa mới ngã xong bẹp xe này. Cứ hai ba bữa lại thấy nó tai nạn. Lại là xe sát rồi đổ rồi là bị tai nạn này, gãy tay, gãy chân rồi là đi viện rồi các thứ là nhiều nhiều lắm này đấy ạ. Cứ cách hai ba ngày lại có một lần, hai ba ngày lại có một lần, người lớn thì đến con nít. Tuyến đường tỉnh 526 đi qua 11 xã vùng biển của huyện Hậu Lộc dài 12 km. Tuyến đường được đưa vào khai thác nhiều năm nên nhiều vị trí mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua các xã Minh Lộc và xã Hải Lộc. Hiện tại gần 2 km đi qua các thôn Minh Hải, Hưng Thái của xã Minh Lộc và các thôn Tân Hải, Trường Nam của xã Hải Lộc. Mặt đường bong chóc toàn bộ lớp bê tông nhựa và xuất hiện chằng chịt các ổ gà. Rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân các xã Minh Lộc, Hải Lộc đã phản ánh đến cơ quan chức năng của huyện Hậu Lộc về tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Tuy nhiên, đơn vị quản lý tuyến đường cũng chỉ tạm thời san lấp, chám vá những vị trí mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Được biết, tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phê duyệt danh mục công trình sửa chữa định kỳ tuyến đường 526 và giao Sở Giao thông Vận tải triển khai trong năm 2023. Người dân các xã Hải Lộc, Minh Lộc, huyện Hậu Lộc mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa nâng cấp, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, đồng thời thúc đẩy phát triển giao thương trong vùng. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.